Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Tiếp tục với series review hôm nay á, có một cái sự đặc biệt hơn, đó là em dẫn anh chị đi một cái thành phố khác. Mà cái thành phố này á là rất là hiếm những căn nhà dưới 350 mà đẹp nha anh chị. Rất là hiếm luôn. Tại sao anh chị biết là em quay rất nhiều video về KD? Bởi vì trên KD là một cái thành phố đang phát triển nên sẽ có rất nhiều những cái nhà mà dưới 350 mà còn đẹp mà còn mới. Nhưng ở cái khu Pearland, em đứng thành phố này tên là Pearland, là ở khu South 45 của Houston. Thực sự là rất hiếm có một căn nhà lên mà đẹp như ngày hôm nay. Em quay cho anh chị xem. Giá của nó chỉ có 301.000 thôi. Nó rộng gần 1.900 square feet. Nhà cực kỳ đẹp luôn. Rất là gần chợ Việt Nam này, giống như là chợ Bến Thành, chợ Bel Air. Đó, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ vào video với em luôn để mình xem coi nó có cái gì nha. Hiện tại nhà này nó đang bán giá là 301.000, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.874 square feet nha anh chị. Và nó có 3 mặt gạch. Hiện tại thuế ở đây đang đóng là 2.7%, cộng thêm tiền hoa là 1.035 một năm nữa. Thì đây là tất cả những cái thông tin chính về căn nhà này. Nó rất là tiện di chuyển ra Bel Air, cách có khoảng 20 phút thôi anh chị. Nó nằm ở khu vực South 45 của thành phố Houston. Anh chị nhìn trên cái map, em sẽ để anh chị xem nó rõ hơn. Đó, thì bây giờ em quay xung quanh cho anh chị xem cái khu vực đằng sau nhé. Đây anh chị thấy không, rất là đẹp. Khu này họ chăm sóc cây cỏ mọi thứ rất là đẹp luôn. Đây anh chị thấy không, hai cái cây này không á, là hồi xưa em đi ra mấy cái chỗ chợ bán cây á, nó bán mấy trăm đồng một cây đó anh chị. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong để mình xem coi nó có cái gì nha anh chị nhé. Rồi bây giờ mình đi vào bên phía khu vực bên phải trước này. Ở bên này sẽ có hai phòng, và một phòng ở đằng trước bên này và một phòng ở bên trái này. Sẽ share chung một cái restroom ở đây. Và cái phòng đằng trước đây. Ô, phòng này khá là rộng nha anh chị thấy không? Người ta để sẵn cái giường này. Có một cái view đằng trước này. Đó, nhà này được một cái là họ không xài cái dạng ply mà cuốn cuốn anh chị, mà họ xài cái dạng rèm như này luôn, rất là đẹp. Đó, đây có một cái tủ quần áo cho mình luôn này. Ở nhà này trần thì cỡ khoảng là 9 feet, trung bình là 8 feet, đây 9 feet là cũng khá là ok rồi. Chủ nhà vẫn đang ở đây nha anh chị, nên là họ vẫn còn để đồ. Bên phải này là cái khu vực restroom này. Nó rất là đẹp luôn anh chị. Cái nhà này em họ ở tính ra là cũng 7 năm rồi, mà họ giữ rất là đẹp. Từ cái gạch này anh chị thấy không, cái sàn mà mình đi á, mình coi những cái sàn mà gạch như này là họ đã upgrade rồi đó anh chị. Tại vì cái sàn gốc của nó thường những cái nhà mà giá rẻ á, thường họ sẽ sử dụng là vinyl plank hoặc là laminate. Đây họ xài gạch luôn. Đây ngay cái chỗ này nhà tắm thì họ cũng xài gạch này, có trang trí đây rất là đẹp luôn. Nhà này họ giữ rất là tốt luôn. À, đây có nàng tiên cá nữa này. Họ này chắc chắn là có bé nữ rồi. Nhà họ trang trí những cái bức tranh này rất là dễ thương luôn. Đây họ có upgrade luôn cả cái những cái tủ này rồi này anh chị thấy không? Sinh cũng làm còn rất là đẹp luôn. Ở đây nó sẽ share cùng với một cái phòng này. Đấy, nhà này có bé nữ này, anh chị thấy chưa? Bé nữ nhà này họ bé rất là thích nàng tiên cá. Đấy. À, nàng tiên cá nó nằm ngủ. Cái phòng này họ làm cho nó tại do cái này này. Do cái rèm này họ để nó màu đỏ nên khi mà chiếu lên trên á, anh chị tưởng tượng nó giống như là nhà này nó có thành màu hồng nhưng không phải. Có cái tường này thì có thể nó sơn lại thành màu tím. Anh chị thấy không? Đó. Rất là dễ thương luôn. Nhà này được cái phòng ốc rất là sáng. Đó,
Đây, bên góc kia cũng có một cái tủ quần áo cho mình sẵn rồi đây. Phòng rất là rộng rồi. Anh chị thấy không, ngay cái cửa của họ này, bên trên này có một cái nơi để hứng ánh nắng vào này. Cái trần này, chỗ này rất là cao này. Bây giờ mình đi vào tiếp cái khu vực bên trong ha. Đây, các anh chị thấy cái hallway của họ cũng rất là rộng luôn. Cái khoảng cách hallway này cũng rất là rộng này. Làm cho cái nhà mình nó cảm giác bước vào thoáng lắm. Bên này sẽ là họ trang trí một cái bàn, chắc là để gì ở đây rồi. Bên trái này sẽ có một cái phòng laundry này. Và có một cái tủ cửa gara đây. Đấy, họ để sẵn đồ ra đây để tương lai họ bán nhà, họ mua đi đó. Cái nhà này rất là dễ thương, anh chị thấy không? Họ trang trí mọi thứ rất là đẹp. Có chỗ để chìa khóa này. Mọi thứ họ sắp xếp rất là gọn gàng, sạch sẽ luôn. Đây. Đây, bước vào cái phòng master bedroom này. Cái này có một cái là cái rèm này á, em không có tháo ra được để mở cho nó sáng hơn, nên thực tế là rất là sáng nha anh chị. Do họ để cái rèm làm cho nó tối đi thôi. Đây có một cái gương nữa này. Phòng này thì rất là rộng rồi. Đây là một cái tủ quần áo họ để được này. Đi vào bên trong được luôn này, anh chị thấy không? Rất là nhiều đồ. Đó, giường này là giường queen thôi, không phải giường king đâu anh chị. Thấy nó nhỏ hơn không? Giường king thì nó sẽ bự hơn. Mình đi vào khu phòng tắm. Có double sink rồi này. Đó. Rất là ok. Vợ chồng sử dụng được luôn. Cùng lúc. Bên tay phải này có một cái bồn tắm đứng. À. Cái nhà này thì họ không có bồn tắm nằm nha anh chị. Đây. Ở cái đằng sau này họ sử dụng cái gạch này là cũng upgrade rồi đó anh chị. Rất là đẹp luôn á. Có một cái chỗ ngồi cho mình này. Đây có một cái toilet nhỏ đằng này. À, bây giờ mình đi ra khu vực phòng khách nha. À, trang trí quá đẹp luôn này. Có một cái khu vực này họ tách ra riêng này để làm dining room này, nhưng mà họ sử dụng cái chỗ này để làm cái chỗ chơi cho em bé này. Vào dễ thương quá. Đấy, anh chị có thể sử dụng cái khu vực này làm dining room hoặc là một cái phòng study room cũng được. Đây, vào cái phòng khách anh chị sẽ rất là thích luôn. Nó sáng, rất là sáng, anh chị thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cửa sổ. Một cái không gian open này, họ sắp xếp mọi thứ này, những cái đồ của họ sử dụng rất là hợp với cái nhà này. Có nghĩa là cái màu đồ trang trí của họ. Cái này không phải là nhà mẫu mà do bên builder họ làm đâu anh chị, mà làm khách người ta ở đây, người ta tự trang trí đó. Mà anh chị thấy không, cái thẩm mỹ mọi thứ họ làm rất là đẹp. Đấy, họ có gắn trên kia là cái bakery, chỗ này là cái tủ đựng đồ pantry đó. Đó, ngay cả đây có một cái island ở giữa này. Thường anh chị thấy video em quay á, cái này mà nó không phải là granite thì nó sẽ là đá, không phải là đá cẩm thạch á. Granite là đá cẩm thạch, thì nếu mà nó không phải granite thì nó là đá thạch anh, nó là đá quartz, thì nó thấp level hơn cái này. Cái này sẽ mắc hơn, thường mình mua nhà sẽ phải upgrade lên cái này. Đây, cái này là em không có bật đèn mấy đâu nha anh chị, mà nó rất là sáng này, em để đèn tối này, chị thấy không? Mà cái phòng này, cái chỗ phòng khách này quá đẹp đi. Nó giống như hình chữ T đó anh chị thấy không? Khi mà mình bước vào á, cái chỗ đó thì đây là hình chữ T này. Đây cho mình có mình một cái bếp, một cái lò nướng. Lò nướng có vẻ họ sử dụng cũng nhiều này. Họ chưa có clean up. Có cái âm dễ thương chưa? Đây là một cái microwave.
Để ngay cả cái backlash của họ, họ cũng đã upgrade rồi này. Anh chị nhớ không, cái video mà về cái tập trước của em á, về cái nhà mà Lakeview á, cái backlash của nó á, là nó sử dụng là cái gạch bóng nên là nhìn nó rất là đẹp. Còn cái này là họ sử dụng gạch nhám thôi. Đây, mấy cái tủ cabinet này họ cũng đã có upgrade cái chỗ tay cầm này. Tủ này rất là bự nha. Đây, chỗ này có một cái khu vực rửa này. Đây mà cũng ngắm nó được đằng sau luôn, rất là thoáng. Họ sắp xếp một cái bàn ở đây để làm dining room này, thay vì cái chỗ kia thì họ để đây. À, nhà này có nuôi pet nữa anh chị ơi, nuôi chó hay mèo gì đây này. Đây, một cái khu phòng khách này anh chị thấy rất là đẹp luôn, nhìn rất là sáng ha, rất là bắt mắt luôn á. Có một cái TV gắn lên tường. Rồi ở đây là có một cái bức tranh này. Wow, quá đẹp luôn, anh chị thấy không? Họ set up một cái đèn ở đó chiếu xuống cái bức tranh này rất là đẹp. Đây, em quay tổng thể anh chị xem cái khu phòng khách và bếp này. Rất là hợp lý, rất là rộng rãi luôn. Và em thích nhất là nó sáng, rất là nhiều cửa sổ. Thì đem cửa ở đây rồi, trên còn có cái cửa nữa. Có làm một cái double door cho mình này này. À, họ có build một cái khu vực đằng sau này sẵn này, để cho mình, để họ làm barbecue này. Họ có cái võng. À, đằng sau mình là sẽ không có neighbor nha anh chị. Đằng sau mình là đường lái xe đó. Nhà này họ không có trồng hoa nhiều, không có trồng nhiều cây. Nhà này là ba mặt gạch nha anh chị. À, họ có solar panel, họ có sử dụng năng lượng mặt trời kìa. À, đây có một cái kho nhỏ này. À, có một cái kho nhỏ ở đây. Đây, đất ở đằng sau này cũng khá là rộng rồi anh chị. À, có một điểm thôi là nhà này họ không có xài patio, mà họ build sẵn ra cho mình cái chỗ xi măng này này. Thì nhiều khi về anh chị mà mình làm á, mình build ra, mình build cái mái ra ngoài để cho mình có cái chỗ patio ở đây. Anh chị thấy cái nhà nó như thế nào? Hiện tại em đang ngồi ở chỗ cái bàn ăn của cái phòng khách mà nãy em quay anh chị xem á, để nói chuyện với anh chị cho dễ. Thì như đầu video em có nói á, để mà anh chị tìm được một căn nhà dưới 350 ở khu vực sau 45 của Houston rất là khó. Thì em tìm rất là nhiều cho khách của em, nhưng hầu như dưới 350 mà tìm được một căn đẹp như thế này rất là khó. Vậy nên là em rất là bất ngờ khi mà em quay rất là nhiều căn nhà, cho tới cái tập thứ 16 là tập này, tập thứ 17 này, mà bây giờ ở dưới Pearland này, khu sau 45 này mới có một cái căn nhà đẹp như thế này, còn mới, giữ rất là sạch sẽ, sàn người ta đã upgrade hết rồi. Tại vì anh chị nhớ không, những cái video trước em quay anh chị xem á, nhà thậm chí 2023 cũng vậy, thường cái sàn cơ bản của họ để họ tiết kiệm được cái chi phí á, thì họ sẽ sử dụng laminate hoặc là vinyl plank, nhưng cái nhà này họ lại sử dụng là gạch. Đó, thì có nghĩa là ngay ban đầu khi họ xây lên họ đã upgrade cái này rồi. Đó nên mình, đấy là một cái giá trị rất là lớn ở cái căn nhà này. Cộng thêm nữa là cái phòng khách rất là đẹp, đúng không anh chị? Phòng thì ngủ thì sáng sủa, đẹp, đủ rộng để cho mình sử dụng. Ở đây thì tiện di chuyển ra tới Bel Air, khu cộng đồng người Việt của mình ở đây rất là đông. Vậy nên là em nghĩ sẽ có rất nhiều người offer vào căn nhà này. Chỉ có một cái điểm mà không tốt của nó thôi, không phải là không tốt mà là chưa được hoàn hảo lắm, đó là cái không có patio thôi. Thì nếu mà anh chị mua về mình có thể xin permit của bên HOA để mình xây cái patio ra nữa thì không còn gì bằng nữa rồi. Đó là cái nhà này quá tuyệt vời. Đó, thì nếu mà anh chị cần thêm những thông tin gì về căn nhà này, hãy liên hệ sớm với em. Nó mới list lên được có một ngày thôi. Và mong là anh chị theo dõi kênh của Michael, nhớ đăng ký bên dưới cái kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất. Cộng thêm là em có để cái số phone của em bên dưới cái phần bình luận á. Thì tại vì có những anh chị coi video của em nhưng mà không có kịp thấy cái số phone em để trên màn hình á, thì em để ở dưới phần bình luận để cho anh chị tiện liên lạc với em. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn anh chị ở những video lần sau.